Đây tôi xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tụi mình một clip một lô cần câu nha mọi người. Thì lô cần câu này ta bằng những lô cần đánh cảm giác. Có một số cây cắm gốc bên đây là hàng đánh bạo lực thôi. Thì ta phần cần heo chi nè. Đây để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi tổng. Nếu hàng lỏng trong clip á thì anh em cứ gửi về cho sếp nha. Cảm ơn em. Cái thứ nhất là tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người một cây cần 2m1. Thì cái này một cây cần của China xuất nhật anh em, China xuất nhật bát tầm bát hãng phen này phen hãng. Đây cái này dài 21 hàng China xuất đây. Đó, có mã có đầy đủ nha. Thì cái này dài 21 độ cứng ra tầm khoảng 10 thôi, độ cứng ra tầm khoảng 10-15 thôi. Đó, khá là mạnh đây. Độ cứng này thì cho mọi người câu hanh câu cháp, có thể anh em lấy cái cột tôm cũng được, cột tôm đánh cảm giác là hết bài. Đó, phen này phen hãng nha. Thì tất cả fan ok hết, không lẫn. Đây, bát của nó vẫn là bát thẳng, cán là cán hở, cán ba khúc thế này đây. Đó. Thì cần thì ok, đảm bảo anh em fan ok, fan chỉ keo ok hết. Thì cái này nặng là 176g, đọt 1 ly 1. Rồi, giá công khai cây số 1, giá 250k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên mọi người là một cây dạng cần lua nha mọi người. Thì cái số 2 lên cho mọi người là một cái cần lua foil carbon đây. Đó, bắt phen là phen hãng. Foil carbon rất là đẹp, phen hãng, bắt hãng. Trắng găng guốc nhá. Đây. Rất là đẹp luôn. Phen đây mọi người. Phen hãng nha. Thì cái này phôi là phôi carbon, bu của nó đây, dạng cần lua nha mọi người, dạng cần lua, nhưng mà anh em có thể câu câu hanh câu cháp câu tôm rất là ok nhá. Đây thì cái này dài là 2m4, lua mắt của nó là 10g, tải dây từ 2 đến 5 lb, cái này cứng tương đương với khoảng lul thôi, rất là mạnh nha mọi người. Đây bọc cái này nặng còn chỉ xe được nhá. Thì cái này nặng là 100g, đọt 0.8, giá công khai cây số 2, giá là 400 nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người một cây cần he chi, đó, dạng chỉnh he chi luôn. Đây, cán mái chèo. Thì dòng he chi này chỉ anh em câu hanh, cháp, câu tôm, đó, đánh cá đỏng, lô đồ. Bát tầm bát Fuji FX6, hàng của DOB, cần của Malaysia sản xuất, dài 1m8, độ cứng ra tầm khoảng 10-15. Phôi là phôi carbon, fan là fan Fuji nha mọi người, fan là fan Fuji đổi xám nè, rất là đẹp, bu là bu xít. Cặn thì ngoại hình cỏ xước sắc li ti ít thôi, đó, chứ không phải được gọi là đẹp. Đó. Được cái cần ok, không lỗi gì hết. Thì cái này có một đọt thôi anh em, một đọt, dài 1m8, cứng 10-15, nặng 115g, đọt 1 ly 2. Rồi giá ông khai cây số 2, giá ông khai số 3, giá là 500 anh em, 500 cộng tiếp cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người một cây cần của Suyumi. Thì Suyumi là một thương hiệu của Korea nha anh em, hàng của Hàn Quốc sản xuất. Đó, thì cái này dài 1m5, cứng 15, rất là nhỏ gọn, thuận tiện câu hanh, cháp, câu tôm. Đó. Câu cá mè. Câu dạng câu cảm giác. Đây. À, foil là foil carbon nha mọi người, foil là foil carbon. Đây. Bát Fuji, bát là bát Fuji nha. Rất là đẹp. Fan của nó là fan shit nha mọi người, fan shit nhưng mà là fan hãng nha. Đó, chứ không phải là fan Fuji. Đó, fan shit, fan hãng. Thì cần sao đó vậy. Ngoại hình còn tương đối đẹp nha mọi người, ngoại hình còn tương đối đẹp. Phen này như là được đi keo lại nè. Đó. Cho mọi người. Đây, đó. Phen này được keo lại. Đi keo thay phen luôn hay á. Đó, càng sao thì báo anh em vậy. Thì cái này cứng 15, dài 1m5. Nặng là 115g, đọc 1 ly 1, giá công khai cây số 4. Giá em để 600 mà giá này giảm giá nha anh. Giá này còn 450 nha. À, cây số 4. Tiếp theo cây số 5.
Cái số 5 lên cho mọi người là một cây cần giả trúc sân, cần carbon giả trúc, dạng này dạng nghệ nhân làm đây, được đi keo đi chảy đời rất là đẹp luôn. Batabat Pussy FS6 phen Pussy loại xám nè, phôi của nó là phôi carbon đó. Đây dạng cần nội địa nha anh em, sơn giả trúc rất là đẹp luôn. Đọc ở trên của nó là đọc tháp sự thủy tinh đó. Đa phần cần hay chia đều đọc tháp sự thủy tinh hết nha anh em đó. Đọc cây này cũng ra tầm khoảng 10 năm thôi đó, rất là mảnh luôn. Giờ đến cảm giác cầu hành cháp cầu tôm hết bài. Rất ok anh em, càng nội địa nhé, cái này nội địa. Thì cái này nặng là 90g, độc 0.8, độ cứng khoảng 5-10 thôi, độ cứng rất là mảnh, càng rất là mảnh luôn. Rồi giá công khai cây số 5, giá là 700 nha anh em, 700 cộng ship, cây số 5 dài hạn 1. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 lên cho mọi người một cây cần của Suzumi. Thì cây này một cây Suzumi Fan Fuji. Phen Fuji, Bát Fuji, dạng này là dạng cần Hechi anh em, Hechi, Bát Fuji rất là đẹp luôn nè, dạng trên đây là ốp carbon, rất là đẹp, xuất sắc. Phôi của nó là phôi sáng nhất nè, hàng hàng của China sản xuất nha mọi người, hàng China sản xuất, đây Fuji, dài 1m8, độ cứng ra tầm khoảng, độ cứng cái này ra tầm khoảng 10 nha anh em, 10-15. Phen là phen Fuji luôn nha mọi người, phen là phen Fuji, phôi là phôi carbon sáng nhất nè, rất là đẹp. Đây Fuji bu chống sắn Fuji luôn, bu đời cao đó. Dạng đánh cảm giác hết bài, rất là ok nha anh em, cần còn rất là đẹp luôn. Cây này đảm bảo với anh em là trên 95% sáng nhất. Cản là cản ba khúc được cao nè, cân hở được cao. Thì cái này dài 1m8, nặng là 98g, đọt 1 ly. Rồi giá không khai cây số 6, giá là 700 nha nè, 700 cộng xếp. Cái này cứng ra tầm khoảng 10-15 nhé. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Taco. Thì anh em nhìn vô thì phôi đây, phôi sáng nhất nha nè, phôi sáng nhất hàng Alpha Taco, một thương hiệu nội địa nha mọi người, thương hiệu nội địa. Đây Alpha Taco Bát Fuji phôi carbon sáng nhất. Đọt ở trên của nó là đọt tháp nha nè, đọt tháp sự thủy tinh. Phen là phen xít nha, phen là phen xít, bu chống sắn đó, bu đời cao. Thì phôi thì đẹp khỏi bàn ngay. Thì cái này dài 1m8 nha, dài 1m9 nha anh em, dài 1m9, độ cứng cái này ra tầm khoảng 15-20 nha anh em. Vì nó là đọt tháp nên nó cứng đều vô trong nha. Đây đó, test đọt cho anh em xem đó, vì đọt tháp nên nó sẽ cứng đều vô trong. Phôi thì rất là chắc đây, phôi sáng nhất thay da Bát Fuji Fan Fuji, Fan Fuji loại xít đó. Đây tấm chỉ ép này đó. Thì cái này nặng 103g, đọc 1.4 ly, độ cứng ra tầm khoảng 20 đó, độ cứng ra tầm khoảng 20. Rồi giá công khai cái số 7, giá là 850k nha, 850k một cái cần quá đẹp. Tiếp theo cái số 8, cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của Suzumi. Đây đó, Suzumi. Thì cần Suzumi thì được Korea sản xuất nha nè, loại này được sản xuất tại Hàn Quốc, bán là Slicer nè. Thì cái này dài 2m7 nha, 2m7 mà cần Hechi thì anh em có thể đánh trên bến cảng, ghe bến cảng đó, bến cảng rất là phê. Anh em có thể cầu chép cũng được, cầu chép 2m7 mà độ cứng mảnh yếu như thế này, độ cứng mảnh vừa thế này rất là hiểm luôn. Cái này 2m7 độ cứng ra tầm khoảng 20. Phen là phen xít nhưng mà loại phen này phen hãng với mình anh em, phen hãng. Ngoại hình còn tương đối đẹp đó, không có xước xát gì nhiều.
2m7. Thì cái 2m7 độ cứng ra tầm khoảng 20 thôi. Đó, đây, test cho anh em xem. Đó. Chị anh em cảm giác nha. Thì cái này nặng là 150g, đọt 1 ly 7, độ cứng ra tầm khoảng 20-30, giá khai cái số 8, giá là 700 nha anh em, 700 cái số 8. Rồi, tiếp theo qua bên đây, một lô hàng cắm gốc nha. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 là cho mọi người một cây của Misaki. Đó, một cây hàng của Misaki. Thì dòng Misaki này làm cần rất là xịn sò nha anh em. Đây, cây là một cây cắm gốc lỡ, khen ngọn súng. Đó. Đây. À, phen nòng súng, phen xít nha mọi người, phen xít nòng súng. Đây cũng vậy, phen xít nòng súng. Phôi đây, phôi carbon sẵn nha. Đọt đọt thấp, buông chống sẵn. À, cần rất là xịn, phen rất là xịn luôn. À, bát là bát Fuji, bát gọn luôn nè. Đó. Đệm chỗ cái đệm tỳ tai nè, rất là đẹp nha. Cái này chiên nên đánh câu hanh, câu chắp, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nha. Độ cứng cái này ra tầm khoảng, nó để trên cần thì ra tầm khoảng 15-50, nhưng mà nó sẽ cứng đều vô trong nha. Đây, thêm test độ cứng cái này ra tầm khoảng 15-20 nha mọi người. 15-20. Đây mọi người, test đây, test lọc đây. Gặp khoảng 15-20. Thì cái này dài là 2m1 nha mọi người. Dài 2m1, dạng cắm gốc lỡ. Phen thì nhìn từ xa đây, phen xít rất là ngon. Đó. Phen dẫn cũng rất là ok luôn. Đó. Mấy cây thế này thì nó ăn tiền vô bộ phen rất là nhiều nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 138g, đọt 1 ly 8, dài 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 15-20. Cháo phải cái số 9, giá là 900 nhé. Tiếp theo cái số 10. Thì cái số 10 lên cho mọi người là một cây cần dạng của Misaki. Nhưng mà cây này thì em không biết thế nào mà đọt nó ngăn ngủng đây. Đó. Đây. Dạng giống như đọt mấy cây Ikeda DK bây giờ. Phen xít hết nha anh em, phen xít mà là phen Fuji nha. Bu chống sắn. Đây là cái đọt, đây là thân cần nè. Đó. Đây, vẫn là cần Misaki. Đó. Đặt bọn sẵn nè. À, bát là bát gòn, bát Fuji. Chỗ tì tài rất là đã nè mọi người. Thì cái này dài 1m85 nha anh em, dài 1m85 limited gì nè. Đó. Đây, phen đề ba của nó là phen nòng súng, phen xít. À, chân đen nha anh em. Đó, Fuji. Nòng súng chân đen. Rất ok. À, dạng này thì cái đọt nó chỉ công cái đọt thôi nha mọi người. À, dạ anh em thả lỗ câu cảm giác. Đọt này cứng ra tầm khoảng 15-20 nha anh em. Đọt ở đây. Đọt cây này mà để vô được góc cần thì hết bài. Đọt vẫn là đọt carbon nha. Cần rất là chắc luôn. Chắc như nước cắt vậy. Phen khỏi chê. Phen nhìn nè. Rồi. Cái này dài 1m8, dài 1m85, độ cứng ra tầm khoảng 15-20. Độ cứng này 15-20 thì độ cứng chỉ có đọt thôi nha, nó chỉ còn xíu cái đọt thế này thôi. Đó. Nặng là 159g, đọt 1 ly 2, giá khai cái số 10, giá 1 triệu mọi người, 1 triệu cái số 10. Cái số 11. Cái số 11 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Taco. Đây. Nhìn vô nhìn sáng ghét thế này là ngầu quá cho ngầu rồi. Cán hở cản đời cao 3 khúc. Đây. Phôi sáng ghét thì nó sẵn nguyên phôi dưới đây luôn à. Khúc đó cũng vậy. Anh pha tắc cổ nó dập trên cản luôn nhìn nè. À. Thì cây anh pha tắc cổ là một cây anh pha tắc cổ cắm gốc. Phôi là phôi carbon sáng ghét. Phen chết nhìn nè. Phen Fuji chết nè. Cây này dài 1m6 nha anh em, dài 1m6. Thích hợp cho đâu anh em cầu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Dạng đánh cảm giác, cầu bạo lực. Đọt của nó là đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Đây, cây này nó để cứng là mát là 120 nha anh em. Thôi cách mát là 60, cứng ra tầm 60. Hàng anh phải tắt cổ mà có đầy đủ phen xít nha mọi người.
Exit. Đây, test độ cong anh em. Đó. Cứng ra tầm khoảng 50-60 anh em, rất là ok nhé. Hàng khá là xịn. Hồi carbon sẵn. Thì cái này nặng là 170g, đọc 1.8. Bu chống sẵn. Bu của nó là chống sẵn. Bu chống sẵn, bu xít luôn. Rồi, giá ông khai cái số 11, giá 1.1 nhé. Tiếp theo cây số 12. Cây 12 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Taco luôn. Đó. Nhưng mà cây Alpha Taco được sản xuất tại Korea nha mọi người. Sản xuất tại Korea. Cái này dài 1m8, 2 đọt. Thì hai đọt của nó thì một đọt cứng 100 đến 150, một đọt cứng 50-80. Thì đọt cứng 50-80 nó bị rãy anh em, rãy khúc gốc ở dưới đây nè. Đó, nhưng mà tháp lên thế này quảng câu là bình thường nhé, rất là ok luôn. Phen của nó là phen Fuji màu xám. Đó, giống như cây này thì em bán một đọt tặng một đọt đó. Dài 1m8, độ cứng 100 đến 150 thì anh em đánh bao lực câu trên ghe bè là hết bài rồi. U của nó đây. Đó. Cần thì sẵn gần gút nè mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn. Bát của nó là bát Fuji. Thì cái này nặng là 190g, đọt 2 ly 2 á, độ cứng ra tầm khoảng 50-80, đọt 2 ly 4 độ cứng ra tầm khoảng 100-120. Rồi, giá ông khai cây số 12, giá 700 nha, 700 cọc tiếp cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Cái 13 lên cho mọi người một cây cần của Navigato. Đây. Đây là một cây cần của Navigato. Đó, hàng nội địa nhé. Hàng nội địa. Thì cái này dài là 1m45. Độ cứng ra tầm khoảng 40-50 đây. Rất là nó rất là dịu luôn. Dạng nó cong cái đọt nè, nó cong có thể cong hình chữ C được nè. Đó. Dạng này rất là nảy cá nha nè, rất là nảy. Hàng này hàng cắm gốc, chuyên anh em câu trên ghe, trên bè. Hồi của nó đây. Đó. Thì khúc này khúc đặt nha anh em, cần cần đặt nha. Hồi đây anh em cứ coi. Phen của nó là phen Fuji loại xám, bát là bát Fuji, khúc nó căng đây, rất là đẹp nha, rất là ok. Phen thì bao lỗi. Thì cái này nặng là 200-215g, đọt 1 ly, đọt 1 ly 4, dài 1m45, đọt cứng ra tầm khoảng 30-40 thôi nha, 30-40. Rồi, giá cũng khai cây số 13, giá là 750k cộng ship. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì dòng này dòng Daiwa carbon Vicker. Dòng carbon Vicker, dòng carbon thay da, hàng nội địa. Cán là cán mút nè, cán mút. Phôi của nó là phôi carbon sáng ít. Thì cái này dài 1m6, cứng 120 nha anh em. Dài 1m6, cứng 120. Rất là cứng luôn. Phen là phen Fuji loại xám, rất là đẹp. Đây, sẵn nào. Đó. Fuji cho anh em. Rất là đẹp nha mọi người. Phen đây. Đó, rất là ngầu. Bù của nó đây, bù xám luôn nha. Đó. Thì tất cả những cây này thì dạng chưa qua sử dụng, rất là mới luôn. Phen từ xa nhìn rất là ngầu. Bát của nó là bát Fuji, bát Fuji tem vàng. Đọt, đọt là đọt thấp. Thì cái này nặng là 214g, đọt 2 ly 3. Rồi, giá công khai cây số 14, giá là 1 triệu nha anh em, giá 1 triệu cây số 14. Cứng 120, dài 1m6, cọc trên bè là hết chê. Tiếp theo cây số 15. Cái 15 lên cho mọi người một cây Shimano. Đây, một cây Shimano. Quẳng là sáng ít nha anh em, sáng ít. Góc là góc carbon sáng ít. Đó. Đọt của nó là đọt đọt đặc, đó, đọt đặc. Shimano hàng nội địa. Bát tầm bát Fuji tem vàng. Phen nó đây, đó, phen Fuji đỏ xám, nhìn nè, rất là đẹp luôn. Đây. Trọng xứ rất là đẹp nha anh em, Fuji. Thì cái này độ mới cũng ra tầm khoảng 95%, rất là mới. Dạ anh em về sưu tầm có bạo lực. Ngọn đặc này mà anh em có bạo lực hết bài luôn á. Rất là đẹp.
hàng xếp bên nha anh em, rồi đẹp. Thì cái này nặng 146 gram, đọt 2 ly 5, dài 1m5, đầu cứng cái này ra tầm khoảng 80 nha anh em, cứng ra tầm khoảng 80. Rồi giá công khai cái số 15, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cái số 15. Tiếp theo cái số 16, thì cái số 16 lên cho mọi người một cây cần full hợp luôn, full hợp. Thì cái này là một cây của hàng Nagato đây, hàng Nagato, hàng nội địa Nhật nha mọi người. Thì cái này nó hai đọt, một đọt cứng 60-80, một đọt cứng 120-150. Cái này dài 1m6, đọt 2 ly 2, đọt cứng 60-80, đọt 2 ly, đọt 3 ly, đọt cứng từ 120-150. Nặng là 350 gram nha anh em, nó phun hợp. Thì đặc biệt cây này là nó là bộ phen của nó là bộ phen xít nha anh em, bộ phen xít đây mọi người, đằng đây đây, cán là cán dẹp nha mọi người, cán dẹp đọt đặc à, cán dẹp đọt đặc phen xít nha, phen xít. Thì phen này thì anh em đánh nước biển nè à, nó ra dây rất là mượt à, dưới nó rất là bóng, nó giảm cái độ ma sát với cổng dây cho anh em nhé à, rất là êm luôn, khớp nối nè à, cực kỳ đẹp à. Đây, khớp nối đây, phen đây, buồn nữa đây, rất là ok nha anh em. Dạng này đánh bạo lực, hết bài, hết trục chơi, hai đọt đó, thích hợp cho anh em câu nhiều địa điểm khác nhau. Chỗ là nước sâu, anh em cần tải trị nặng á, thì anh em cứ lấy đọt 120-150 ra câu. Chỗ nào mà nước nông á, anh em cứ lấy đọt mềm ra câu. Đó, bá tà bát Pussy. Cặn thì còn tương đối mới nha mọi người, đọt còn tương đối mới. Gốc thì bỏ gốc ra đi. Đọt này rất là ok nha anh em. Rồi, giá công khai cái số 16, giá là 1,2 triệu nha mọi người, 1,2 triệu cái số 16. Tiếp theo là cây cuối cùng, cây số 17. Thì cây số 17 lên cho mọi người một cây cần của Tsumi. Thì cây Tsumi số 17 này một cây phun túi nha anh em, phun túi luôn. Để nghĩ ra xem. Cái này phun túi luôn, phun túi hợp sắt đầy đủ nha. Đây còn rất là mới luôn nè. Để đọc con số trước cho mọi người tham khảo. Thì xem anh em, Tsumi sản xuất từ Korea. Thì cái này dài 1m8, nặng 115 gram, đọt của nó là đọt là 1 ly anh em, đọt là 1 ly thôi. Đó, hàng carbon, hàng Tsumi phun túi phun hợp, băng keo dính trên tay. Thì đây anh em, đó, rất là mới luôn. Phen của nó là phen xít nhưng mà phen hãng nha mọi người, phen xít nhưng mà phen hãng. Đó, cần thì mới rất là ok rồi. Cái này anh em về đánh cảm giác hết bài à, cọc tôm, cọc hành chắp à, cứng mừng, độ cứng mừng, dài 1m8 thì đánh cảm giác rất là ok rồi. Rồi, giá công khai cây số 17, giá là 750k anh em, 750k cộng ship. Cây cần mới, còn túi còn hợp luôn. Đó, phen nhìn từ xa đây, phen ship rất là bóng nha mọi người. Phen ship thẳng, rất cảm giác luôn. Đó, cộng hình chữ C được luôn. Rồi, đó tổng cộng 17 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người cái nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.